Để quản lý hoạt động của các trạm thu phí, thì thông tư 159 của Bộ Tài chính ban hành vào năm 2013 đã quy định khoảng cách tối thiểu giữa hai trạm thu phí ở trên cùng một tuyến đường là 70 km. Tuy nhiên, nhiều trạm thu phí BOT trên các tuyến đường huyết mạch từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh lân cận hiện nay vừa tăng mức thu phí vừa vi phạm quy định về khoảng cách trong thông tư 159, gây hệ quả về giá cả lên các doanh nghiệp vận tải. Hiện nay có khá nhiều trạm thu phí BOT đang và sẽ hoạt động trên các tuyến đường chính xung quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, đoạn đường dài khoảng 70 km từ Nhân Trạch Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh bằng quốc lộ 51 sẽ có đến 4 trạm thu phí. Đó là trạm thu phí cầu Rạch Chiếc, trạm thu phí quốc lộ 51, trạm thu phí tuyến tránh thành phố Biên Hòa và trạm thu phí cầu Đồng Nai. Trong đó, trạm thu phí cầu Đồng Nai chỉ cách trạm thu phí tuyến tránh thành phố Biên Hòa trên quốc lộ 1 hơn 20 km, mặc dù Bộ Tài chính đã quy định khoảng cách giữa hai trạm thu phí ở trên cùng một tuyến đường tối thiểu là 70 km. Cũng trên tuyến quốc lộ 51, đoạn đường dài gần 120 km từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu cũng có 4 trạm thu phí, đó là trạm xa lộ Hà Nội, trạm T1 tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, trạm T2 tại nút giao với đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và trạm T3 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến đầu năm 2015, trên quốc lộ 14, đoạn đường dài 590 km từ thành phố Kon Tum đến thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành cũng sẽ có đến 10 trạm thu phí hoàn vốn BOT. Mật độ dày đặc cùng mức thu phí cao của các trạm thu phí BOT đã và đang gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp vận tải. Theo quy định của Bộ Tài chính hiện nay thì cái mức thu phí nó tương đối cao. Gần như tất cả các trạm thu phí hiện nay đang áp dụng cái mức thu phí gấp đôi so với một năm về trước. Thì điều này tức là với cái mức thu phí cao cộng với cái việc là nhiều trạm thu phí và thậm chí là có một số trạm thu phí lại thu hai lần cho cùng một cái cho một lần sử dụng dịch vụ trên cái tuyến đường mà họ đã đầu tư, thì điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp vận tải. Lý giải về vị trí của các trạm thu phí, các chủ đầu tư cho rằng các trạm thu phí đã được xây dựng từ trước năm 2013 thì hoàn toàn không sai, vì đó là thời điểm trước khi thông tư 159 của Bộ Tài chính được ban hành. Đối với các trạm thu phí hoạt động từ sau năm 2013, tức sau thời điểm thông tư 159 được áp dụng, đại diện chủ đầu tư nhiều dự án cho rằng việc lập các trạm này đều đã được sự chấp thuận của địa phương, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính. Mặc dù thông tư 159 có quy định rõ khoảng cách của các trạm thu phí đảm bảo tối thiểu 70 km trên cùng một tuyến đường. Nhiều trạm thu phí trên cùng một tuyến đường sẽ giúp các chủ đầu tư tránh thất thu trước thực trạng hầu hết các tuyến đường chính của nước ta đều có nhiều ngã rẽ lối tránh. Tuy nhiên, các trạm thu phí trên đã và đang gây hệ quả về giá cả lên các doanh nghiệp vận tải. Về lâu dài, mức phí mà các doanh nghiệp vận tải phải đóng khi qua các trạm thu phí sẽ được cơ cấu vào giá thành, đẩy áp lực giá lên người dân. Trước đây, container là 180.000 đồng một công đi qua một trạm thu phí ở đường quốc lộ 51. Bây giờ tăng lên gấp đôi là 360.000, nhưng mà lại hai trạm. Nếu như đi từ Đồng Nai về đến Bà Rịa Vũng Tàu là hai trạm, như vậy thì nó quá lớn so với lại cái việc mà các cái nhà vận tải họ phải chịu đựng. Về nguyên tắc thì nếu mà cái phí giao thông ở chiếm cái tỷ trọng cao trong cơ cấu giá thành giá cước vận tải thì buộc các cái doanh nghiệp vận tải họ phải tăng cái giá cước tương ứng, cái mức tương ứng để bù đắp cái khó khăn cho doanh nghiệp. Thì với cái mật độ các cái trạm thu phí mà tương đối dày đặc trên cái phạm vi hẹp, bán kính hẹp ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nó làm gia tăng cái tỷ lệ cước giao thông đường bộ trong cái cơ cấu giá thành của doanh nghiệp vận tải. Trong tình hình hiện nay, việc kiểm tra tình hình thực tế của các trạm thu phí để đưa ra giải pháp quy hoạch phù hợp là cần thiết. Các quy định rõ ràng, cụ thể sẽ minh bạch hoạt động thu phí, không gây khó cho chủ đầu tư và hạn chế bức xúc cho các doanh nghiệp vận tải. Cũng có thể là một số trạm thu phí mà trên một tuyến đường thì cũng có tính đến giải pháp là có thể gộp chúng lại nếu mà các có một cái lộ trình hành lang pháp lý để bảo đảm cho các cái chủ đầu tư họ hợp tác được với nhau để hoàn vốn cho cái công trình mà họ đã đầu tư. Tại mỗi cái trạm thu phí ấy, nên gắn các cái biển báo lớn để cho cái người gọi là cái người nộp phí họ biết được rằng là họ đang nộp phí cho cái công trình nào. Thì hiện nay gần như tất cả các trạm thu phí hiện nay là họ tự động thu và không có cái thông tin nào cho cái người nộp phí, tức là cái đối tượng mà phải đang trả tiền cho các cái chủ đầu tư đó. Vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã có lưu ý Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tài chính trong việc rà soát các trạm thu phí hoàn vốn cho các dự án BOT trên các tuyến quốc lộ, đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành.